trông em này này. Anh em nhìn này. Một bên chân thì băng, một trên. Ui, ui. What the fuck? Mẹ mày cậy mày có tiền mày. Đi ra. Đi ra. Fuck this. Mày đâm tao à? Mày đâm tao à? Đấy, giả xe cho mày. Láo toét. Anh đang đứng ngắm gái mà mình đứng trên vỉa hè chứ. Dám húc mình. Mất rợi. Ok anh em, sorry anh em. Tôi vừa đang livestream thì mạng nó đứt. Dạo này mạng mẽo nhà tôi nó cũng chán và máy móc của tôi nó cũng chán. Bây giờ tôi cũng chả biết làm sao nữa. Thôi, đành quay video up lên cho anh em xem vậy. Ô cái này sao nó lại bị đen xí này? Sensor. Không có nào. Đi chung một đời. Không có nào. Chia sớt nồng say. Không có nói. Chia lời thở than. It's just a matter of time, motherfucker. Thằng vậy quá. Nói bậy thế. Hách bố à con. Hách bố à con. Nó có cái hách làm cho mình bị bốc cháy ấy. Bệnh thật. We're coming for you. Xông thẳng đến mà chiến đấu làm sao phải xoắn. Chân tay dụng là tả. Cũng là chơi kiếm đạo khác. Cái bọn này cái mặt nó gớm chưa? Này. Nó gắn kiểu mắt của nó không phải là mắt bình thường nữa mà nó gắn cả một cái cục giống như mắt con nhện ở trên trán ấy. Come on. Let's see that pretty face play. Chết chưa mày đi. Có súng gì đỏ này. Vớ vẩn. Ok. Xong rồi à? Đơn giản thế thôi à? Rồi thoát chưa? Gì đấy? Sao cái gì quét mình đấy? What? Em kia đến à? Em chào các anh. Em chào anh ạ, à, anh. Dealing with Maelstrom, huh? Never ends well, does it? Looks like you two lucked out a bit. It's been a pleasure. Ồ, đi xuyên qua người mình à? Trên đầu ông này gắn gì này? À, chúng ta là một cặp tốt đấy. Tôi nghĩ là anh nói đúng đấy. Thực ra là thằng này nó vào nó toàn kiểu phá đám thôi chứ nó có giúp được gì tôi đâu. Thằng này bảo là mình hãy gọi cho Deck. Sau đấy thì sẽ tận hưởng cuộc sống. Mọi chuyện thế nào Vi? Tôi lấy được con Flathead rồi. Có gặp vấn đề gì không? Còn về cái Royce couldn't give him two shits if you and Rick had shaken on. Ơi! Ơ đi! Ok. What the? Vừa khen là chúng ta là cặp tốt xong lái xe nó húc cho mình phát. Đéo hiểu. Nó sẽ bán rẻ cho mình cái gì đấy. Bán cho mình các bộ phận. Đéo. Ơ. Đẩy. Tôi định ấn F để bảo là tao không giao dịch gì mày cả, ấn nhầm chuột trái làm như một phát rồi. Mà thằng này yếu vậy có một phát là chết luôn này. Gì đây?
All night, every night. Mr. Stuff. Quảng cáo kiểu rocket à, rocket 1 giờ. Rocket 1 giờ trong tương lai đấy anh em ạ. Ok. Trông em này này. Anh em nhìn này. Một bên chân thì băng, một trên. Ui, ui. What the fuck? Mày mày cậy mày có tiền mày. Đi ra. Đi ra. Fuck this. Mày đâm tao à? Mày đâm tao à? Đấy, giả xe cho mày. Láo toét. Anh đang đứng ngắm gái mà mình đứng trên vỉa hè chứ. Dám húc mình. Mất rợi. Rồi. Tôi cảm mình vừa làm được một việc rất là tốt. Dạy dỗ cho mấy thằng mất dạy đấy một bài học. Ok. Tay mình có cái mụn ghẻ kìa. Ủa, ai đây, ai đây? Damn all these beautiful girls. Con cái trong đây nhìn nó cứ giả giả nhỉ, nhìn cũng được, nhìn cũng xinh đấy nhưng mà... Tôi không uống đâu. Nhưng mà sao giả gái trong đây nhìn nó cứ giả giả. Em này nhìn cũng nét phết đấy chứ. Lính của cái thằng... Đếch cái nhìn ngầu phết đấy chứ. Bố đời ấy chứ. Thằng nào cũng to con, xong rồi trên người có vẻ được cải thiện rất là nhiều, cải tạo rất là nhiều. Đây, đang ngồi trong đây. À, em T-Buck đây. Không phải là V đây sao? Hello? Lấu cái đéo này, lấu. Anh đang ấy, anh đang xem có đồ gì không để anh lút. Set your butts down comfy. Sweet booze, it's soundproof. Let's roll. No point in waiting. In getting rich, you mean? Vũ khí của mình, từ từ để tôi xem là con kiếm nhật của tôi. Giờ tôi không còn vũ khí rồi. Kiếm nhật, kiếm nheo là mất hết rồi. Đây mẹ vào mà xách theo cái này đi vào một cái khách sạn cao cấp, nhìn nó có đáng nghi không anh em? Anh em nhìn cái thằng Jackie có đáng nghi không? Mặc dù là mặc vest thật đấy nhưng mà thân hình thì bặm trợn to con, kiểu đầu thì bố đời, trong tay thì xách một cái hòm rất khả nghi. Mà cái hòm này là một cái hòm của cái công ty Tech ấy. Cái công ty mà phát triển công nghệ quân sự ấy. Mà mẹ cái bọn ở đây nó nhìn thấy cái cặp này mà nó lại không biết là thằng này đang cầm một cái vật rất là nguy hiểm. Làm gì có chuyện nó cho mang qua, anh em công nhận không? Đây có máy quét à? Quét này quét vũ khí à? Đấy, thấy chưa? Mà chưa gì vào đã có dấu hiệu vớ vẩn này. Đấy, nó đang bảo là ngài có thể giải thích tại sao lại mang combat bot không? You are here to see Taki-san, am I right? Please accept my apologies for. Mình có ở trong ấy. À, thì ra là nó đã xử lý vấn đề rồi, tức là nó hình như con này là thằng này là robot này. Hay sao đấy? Mà mình đã có hẹn trước là giao dịch cái vũ khí kia với lại một cái thằng nào đấy ở trong cái tòa nhà rồi, có trong danh sách. Yokoso. Greetings and welcome to Konpeki Plaza. Konpeki Plaza. Rõ ràng là em này mẹ nói cái giọng kiểu nói tiếng Anh bằng giọng Nhật ấy. Bằng cái khẩu âm của người Nhật đấy, nhưng mà nhìn cái mặt này chả liên quan đéo đến Nhật cả. Đúng là bọn Tây nó nghĩ về người châu Á lúc nào nó cũng có cái nét gì đấy nó vêu vao, kiểu gò má cao xong rồi mắt híp một mí. Em này thì hai mí đấy nhưng mà nói chung là xấu. Tiếng Anh của tôi ngu lắm nên là anh em thông cảm, tôi cũng không dịch hết được cho anh em.
Anh nhân viên này, anh đi gì mà gớm vậy? Em làm gì anh đâu? Như kiểu sắp định đánh khách ấy. We don't do reservations weekday, so feel free to grab any available table. Or a couple of stools at the bar if you prefer. Could bring Misty here one day when we thanh niên. Đúng là em Misty kia là bồ của thanh niên này rồi, đang bảo là đáng ra một ngày nào đấy sẽ mang Misty đến đây ạ. À, lên phòng đi. I'm sure. Ты же помнишь, как мы тестировали эту технику на наш. Well, here we are. Lại phòng của mình đây. Flathead prep to go. Con Flathead đã sẵn sàng chưa? Thanh niên Jackie đang tinh chỉnh ạ. Bây giờ mình phải làm gì ở trong đây? À, scan. Tìm cái điểm để cho con Flathead này nó chui vào này. Đây, 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 đây. Good. Jackie, how's the flathead looking? All set. Ôi, con này nó còn tàng hình được ạ. Bố đời vậy. Now toggle over to the other king. Flathead into the chair, V. Jack in. Đây, con Flathead nó ra đến nơi rồi đây. Nó hack vào đầu thằng kia luôn ạ. Cắm rách vào. Love those demons. Flathead stays, right? To keep an eye on the dweller, yeah. Punching into Compeki's main net. You go ahead and log out. Thằng này nó kiểu là thằng theo dõi cái hệ thống an ninh ấy. Con Flathead nó vào là để nó vô hiệu hóa thằng đấy ạ. Chứ không phải là nó vào để nó ăn cắp cái relic kia. Dizzy, that's all. Bug, how you doing on time? You there, Bug? Yeah, yeah, I'm here. Con này sao vậy? Listen, ice is thicker than I thought. Piercing it'll take a couple hours. Couple hours? Can't do it any faster. Want my brain to burst into flames? Là cái gì nhỉ? Là khoan. Just sit down and enjoy your snazzy suite. Thanks. I will. V, you take it easy, okay? Giờ đến căn penthouse của thằng Yorinobu kia rồi. Mẹ là hy vọng lên đấy đừng gặp cái thằng robot bố đời mà lần trước mình xem cái đoạn video của em kia, mình thấy thằng đấy nó đập chắc mình một hit là chết. Nhìn nó to con thế cơ mà. Đây đây đây, phòng của thằng kia đây rồi. Cái kia lần trước tôi xoay được, nó ở đây này. What is he, a fucking sorcerer? Some kind of dead zone's my guess. Have him back in a sec. And you do your damn job. There, under the floor. Hình như có chuyện gì xảy ra rồi. Hình như con này mất kiểm soát ở một khu vực nào đấy rồi. Cái gì nhỉ? Looks like Yorinobu left us a parting gift. Cái súng của thằng kia. What now? Jack in your personal and make us rich. On it. Bây giờ tôi phải hack à? Your turn, Bug. Give me two. À, con kia nó hack. Mình chỉ là như kiểu là cái cục adapter thôi. They got winged visitors. Bug. Don't know who, but staff's a buzz. All 200 on their feet can't keep still. Can't say I like this. How much longer, T? Shit, Yorinobu's penthouse bound. Fuck him! Open the safe! Almost got it. Done. Con kia nó sắp đến rồi sao ấy.
Let me look through this, huh? Relic intact? Bioshard integrity, 100%. Guessing that's a yes. Good, let's go. Rồi, thằng kia nó có súng, bây giờ tôi lấy được súng của nó rồi. Từ từ. Ở đây tôi cầm, tôi gắn súng rồi sao không rút được súng ra? Where? That pillar, try that. You fucking kidding? No, inside it now. Giờ mình lại phải chui ở trong tủ để trốn ạ. We're in. Which don't solve our problem, T. I fucking know our problem's still there. Let me think for a sec, okay? Ui, thằng bố đời kìa. Adam Smasher. Mẹ cận vệ của thằng Yorubu ấy. Yorubu ấy. Nó tìm cái đéo gì ấy. Are they here yet? They approach from the landing pad. Fuck are they talking about? Bug, who we got incoming? Nuh-uh, no fucking way. This isn't happening. Saburo Arasaka. Thằng Saburo ai già, bố của thằng này đến ạ, à. Bất ngờ quá, thằng này nó đang lo lắng cái gì đấy. Kìa lão kia kìa. Thằng này thằng con đây, thằng con đang muốn phản bố đây. Ai ngờ thằng bố đến ạ. Thằng bố đến chắc là cũng đang tìm kiếm cái gì đấy. Nhìn đéo gì anh ơi. Nói tiếng Nhật nhưng mà cái này nó dịch luôn anh em ạ. Mẹ công nghệ hiện đại vãi ạ. Saburo. Thời đại hiện đại ấy. Ngôn ngữ tự dịch luôn, tự chuyển ngữ luôn. Không thể tin nổi. Saburo Arasaka. Con tưởng ta không biết là thứ đó đã bị lấy khỏi ta à? Bố thấy đấy, đấy là vấn đề của bố. Những thứ mà do bố kéo gì đấy. Tại sao bố đến đây? Để giải quyết con à? Hôm nay ông đang trách thằng này là định bán công nghệ cho bọn Tây. Anta wa jibun no koto shika kangaete nai. Soshite kono kaisha no koto shika. Thằng này đang trách bố là không quan tâm gì đến tương lai cả, chỉ lo cho bản thân mình thôi. Itsuka kono yona hi ga kuru koto wa wakatte ita. Kisama wa sui ni koete wa naranai. Mà ta biết ngày đấy sẽ đến, có một ngày con sẽ bước qua cái vạch giới hạn. Kore made omae no kukou ni wa me o tsubutte kita. Daga sore mo koko made da. Ông ấy bảo là bình thường thì ông ấy sẽ tha thứ thằng này, nhưng mà vì cái gì đấy bây giờ ông ấy không tha thứ thằng này nữa. Mà là cảm thấy còn may mắn khi mà không sống, không còn sống để chứng kiến cái điều này. Ôi, cái thằng này giết bố à? Nó giết ông ấy này. Mẹ, nó đập đầu ông vào đây vỡ cả kính kìa.
Ông này ngu lắm. I wish to put the hotel on lockdown. May I ask why? Ông này đang bảo là khóa khách sạn lại. Saburo Arasaka has been murdered. Đang bảo bố nó bị giết rồi. Vãi cứt. Thế đéo nào tôi với thanh niên Jackie là cũng bị tội cho xem. Chuyện gì xảy ra? Ai đó đã đầu độc cha tôi. Mẹ đi, đầu độc kiểu đéo gì đây? Kính còn đang có vết đập đầu vỡ đầu đây. Việc của anh là gì? Takemura. Câu hỏi đơn giản đấy, trả lời đi. Bảo vệ người đứng đầu gia tộc Arasaka. Bây giờ thì ông bố chết rồi thì bây giờ tôi lại đéo thoát được ra khỏi đây rồi. Thằng kia trên vai nó còn có khẩu súng cối 4 nòng kìa. Cái cảnh vừa rồi mình có quay lại không nhỉ? What? Don't fucking pop. Know what this means? Security's gonna swarm the place any second. Oh my god, we're so fucked. Bug, need you get us out of here now. Give me a sec. We don't have a sec. Fuck. Okay, got something. Mình lấy được cái gì người ông này ấy nhỉ? Mình vừa lấy cái gì người lão này nhỉ? Mẹ cái trò này cái lúc nhặt đồ ấy. Tôi chả biết là tôi nhặt cái đồ gì. Releasing the lock. Should see a ladder. Ladder. Oh fuck. Oh no. Cửa đéo mở luôn này. Fuck. Thôi chết rồi, em kia chắc là bị hệ thống an ninh nó phát hiện nó ấy rồi, nó giải quyết rồi. Fucking major leaks. Happy now, Jackie. Đi đi, ông kia. Shit. That trauma. If they're here for Saburo, they're a little late. Just hope they didn't see. Bỏ mẹ rồi. Đấy nó báo là lão kia bị murder xong rồi. Bây giờ nó lại mẹ bắt được quả tang của mình ở đây ạ. Dâm. Nó bắn. À! Xong rồi thế là đấy trùng hợp xong rồi. Thằng kia nó giết bố. Xong rồi trùng hợp là đúng lúc mình vào mình ăn trộm đồ thì thành ra là mình sẽ bị thành kẻ sát nhân luôn. Mà lão kia đâu phải người thường đâu. Như kiểu là hoàng đế của cái thế giới này. Chết rồi, thanh niên kia bị sao vậy? Thằng Jack kia bị chảy máu rồi. Trích cái đéo gì? Anh có sao không? Relic kệ mẹ đi, Relic là hàng mình đi làm việc thôi mà, mình phải quan tâm mình trước chứ. Không có hàng thì không có tiền thôi. Không có mạng thì chả có gì cả. À cái này phải giữ ở trong cái gọi cho Evelyn Parker rồi. Ôi sao em kia nhìn kinh kìa. Có chuyện quái gì xảy ra đấy vậy? Chúng ta có vấn đề rồi. Cái hòm chứa đã bị hỏng. Cái chip thì... Cái chip này phải giữ lạnh mà cái hòm này bây giờ hỏng rồi, cái chip sẽ hỏng. Anh nghe tôi này. Có một thứ mà anh có thể làm. Anh phải gắn chip vào người anh đi. Thôi thì hỏi đéo gì thôi. Ok ok ok. The relic can't be isolated. It has to be nested in a safe environment. Well, someone's gotta do it. Gắn chip. En el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amen. Jackie, you okay? Thanh niên kia gắn à? Mắt xanh. No, no. I guess. Nó bảo nó không cảm thấy gì khác biệt cả. Nhưng mà vừa rồi rõ ràng mắt nó xanh nhưng mặt nó ngơ ra một lúc mà.
but you two need to get the fuck out of there first. We're working on it. Sao mẹ cứ ngồi đây dậy đi. Jackie vừa bị bắn dính vào bụng rồi. Tôi nhớ không nhầm thì là ở trong cái đoạn trailer ấy. Nếu mà trước đây anh em đã xem trailer rồi, anh em sẽ nhớ là đoạn trailer nó có cảnh là mình vào mình gặp cái thằng Deck kia. Sau đấy là hai bên cãi nhau xong đánh nhau. Xong rồi mình giết mấy người của thằng Deck ấy. Xong bắt đầu mình chạy ra xe ô tô, có thanh niên Jackie ngồi ông đấy nhưng cuối cùng... À đâu, chạy về đấy thì thanh niên Jackie chết. Xong bắt đầu mình vào mình gặp thằng Deck xong bắt đầu đánh nhau ấy. Đúng nhỉ? Thế là thanh niên Jackie thì chết à? Tôi nhớ là có cảnh mà thanh niên Jackie ở trong xe chết, xong bắt đầu mình ra mình gặp thằng Deck ấy, xong rồi cãi nhau cái gì đấy. Có lẽ là tại vì là món hàng bị... Khó quá. Đang không để ý, đang mải nói chuyện. Lại. Mình tạm chia tay nhau nhé em, để ta biết được có yêu nhau không. Cái gì đấy? Nào chính ra ta mà ra đi gì đấy? Chết tôi rồi. Bắn kiểu đéo gì vậy? Cái trò này ngắm xong rồi di chuyển chuột rất chậm. Cửa đéo mở được. May quá nó không qua đây. Có thằng Jackie đứng ở đấy là súng của tôi lúc nó bắn được, lúc nó không bắn được. Nó không cho cái trò này, nó không cho bắn đồng đội ấy. Thằng Jackie nó đứng nó cản đường đạn là súng của tôi nó tự động nó không bắn luôn. Đầu tiên là đi ăn trộm, xong bây giờ thành ăn cướp luôn này. Chính mắng thằng răng đi. Súng trò này bắn súng kiểu nó không có cái độ chính xác như mấy cái game mà chuyên về bắn súng. Đi Jackie ơi. Biết thoát chưa? Tôi nghĩ là thò mặt ra khỏi thang máy là sẽ có thằng đợi sẵn rồi, nên tôi rút ngay khẩu gạch xoong này ra. Cố lên. Hãy giữ sức đi. Anh nghĩ tôi đang làm gì đây? Nhưng thoải mái đi Vi. Chúng ta sẽ dần thoát khỏi đây mà còn sống thôi. Hãy nói chuyện với T-Buck đi. Có khi cô ấy vẫn còn sống. Đừng. Lấy nó ra khỏi tôi đi. Sao vừa lên thì nhanh mà bây giờ xuống thì chậm vậy?
xa thì phải bắn bằng dính đầu luôn ạ. Hình như nó còn thằng mẹ nó phí thế. Nó còn thằng nào đấy ở ở chỗ nào ấy, nó bắn tôi chứ thằng kia đang vừa nằm đất rồi mà. Hóa là còn cái thằng bên kia nữa. Nốt thằng này, cố lên, đừng có để chết. Từ từ tiêm máu vào phát cho nó an toàn. Kìa, robot đi mẹ chạy. Con robot bố đời lắm. Mở. Mở, mở. Rồi. Đi vào. Vào đi. Thằng này yếu lắm rồi. Đâu đóng. Rồi rồi rồi. Thằng niên Jackie yếu lắm rồi. Thằng này vẫn phải đánh nhau à? Nó bắn xẻ tôi kìa. Combat mode. Not bad. Client feedback noted. How's our ride looking? Tip top. Though alas, we are being pursued. Combat mode activated. Ui. Vãi cứt. Ui, xe ô tô xịn vãi đái, là kính chống đạn à. Bắn vào thấy tóe tóe ra nhưng mà sau lại hồi lại như cũ luôn. Đây. Phew. Đéo cho mình xếp ạ. Jackie, chúng ta làm được rồi. My medical diagnostics indicate that Mr. Wells's condition is critical. Then step on it. I am doing what I can. You've got to hold tight, Jackie. You hear me? Of course. I suggest you try to keep Mr. Wells conscious.
Anh nghĩ về Misty. You'll see Misty, your mom, everyone. Anh nghĩ về mẹ của anh, những người mà anh yêu thương. Đừng nhắm mắt, Jackie. Misty, cô ấy biết. Cô ấy đã biết rồi. Biết cái gì? Chip, hãy giữ nó cho tôi. Chết rồi. Thế là đúng giống như ở trong phần trailer. Nhưng mà trailer đấy nó là cinematic, còn cái này thì là in game. Chết không nhắm mắt luôn mà. Người anh em vào sinh ra tử từ đầu game đến giờ đã ra đi. Tuy là game này nó không tạo ra được cái mối liên kết cho tôi với lại thanh niên Jackie này, nhiều lúc còn rất là khó chịu khi mà kiểu combat nó cứ cản đường với lại các thứ ấy. Nhưng mà nói chung là một người bạn đã ra đi. Chả hiểu đưa đến phòng khám để làm gì, nếu mà hồi sinh được tôi mới đưa đến phòng khám. Tôi đưa về nhà đi. Mr. Wells's closest blood relative is Guadalupe Alejandra Wells, proprietress of the El Coyote Coho Bar. I will make sure to deliver him safely. Mr. Deshawn awaits you in room number 204. See you in the major leagues, Jack. Kẻ thù đã giết Jackie chính là bọn Arasaka. Và cụ thể đây là thằng con trai lính của nó. Vẫn nặng quá. Thôi rồi, hôm nay chơi đến đây thôi anh em ạ. Chơi thế là dài lắm rồi. Hẹn gặp lại anh em ở trong những buổi tiếp theo nhé. Hôm nay thì tôi không live stream được mà tôi phải quay video tại vì là mất mạng. Bây giờ mạng nhà tôi nó cứ chập chờn từ hôm qua hôm nay. Cứ được một lúc xong nó lại mất mạng. Chả hiểu sao. Cảm ơn anh em đã ghé qua và theo dõi video này. Tạm biệt anh em nhé. Bye bye.